À, giờ anh quay phim tập trung nè, nghe em nói nè, bây giờ á, là cái câu đầu của anh Vĩ á, là giữ cái cận cho em, giữ cái Trung Mỹ thôi, tới đây thôi. Rồi bắt đầu cái A2 bắt đầu bung ra, thấy được cái tay rồi của anh Vĩ tóc đạn đó. Rồi, ok chưa? Rồi anh Vĩ cứ phiêu theo bài hát bình thường nha. Thôi, xí, tôi hỏi đấy. Gì nữa? Khoan, anh nhớ hợp đồng quay TikTok thôi mà sao mà làm một hoàn chán quá vậy? Làm đàng hoàng chính chung, mấy cấp đâu rồi? Rồi, tốt không? Quá chán dữ vậy. Không được rồi, nó xin đau mất tiêu rồi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, khỏi luôn đi. Rồi, giờ nhạc cho nè, máy chạy. Một ngày thật buồn em nói mấy câu vò tè. Cái này. Anh phim ơi, ok. Nhưng mà cái này rút ra cái tầm một chút. Kéo mượt chút, đừng có bị khật nha. Khật về vẫn không được đâu. Rồi, lại. Một ngày thật buồn em nói mấy câu vô tình, bao rằng tụi mình giờ không còn hợp nhau nữa. Dù rằng đã cố em vẫn không thể ở lại. Nhiều đêm suy nghĩ em đã quyết định chia tay. Anh Vĩ ơi, nhìn cái máy không cảm xúc. Các bài đang thiên tác mà anh phải đừng có để ý tới tụi em, anh phải để ý tới cái bài hát thôi. Phải tưởng tượng giờ em sẽ cố gắng em làm cái con nhỏ mà bỏ anh đi nè. Rồi máy vô chạy vô lại để. Rồi máy vô hết thời gian rồi. Anh nhìn em nha. Rồi máy chạy nè. Chẳng cần bận lòng dù anh gục đầu níu kéo, vì tình yêu đó anh đã quên bản thân mình. Nói bao nhiêu lời nhưng em vẫn rời xa. Em làm mắc cười quá, làm sao mà làm được? Cậu ơi, đạo diễn mà em làm tâm trạng mà em làm gì anh nó mắc cười lắm, anh nào quay. Em đang tập trung mà mắc cười cái gì, anh với anh không tập nhưng trung. Nhưng mà cái mặt em nó mắc cười. Cái bài nó mắc buồn nhưng mà em làm cái mắc cười lắm, anh không có tập tâm trạng giống như em được. Cái mặt tôi mắc cười không?